Xin chào bạn iPhone 11 và iPhone XS Max hàng line new Bây giờ mức giá của nó chỉ tranh nhau loanh quanh ở mức khoảng tầm là 1 triệu đồng mà thôi Vậy thì ở trong cái tầm giá loanh quanh mức khoảng tầm là 1 triệu đồng Thì chúng ta nên lựa chọn sản phẩm nào sẽ phù hợp với mục đích cũng như là nhu cầu sử dụng của mấy bạn Thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ chỉ ra những ưu điểm của chiếc iPhone 11 Và những cái ưu điểm của chiếc iPhone XS Max Để các bạn có thể là dễ dàng lựa chọn hơn Let's go! Trước tiên nói sơ qua về mức giá đi Thì các bạn có thể thấy rằng là chiếc iPhone XS Max hàng Line New Khi mà mình tham khảo qua hệ thống là di động Việt á Thì nó chỉ loanh quanh mức khoảng tầm là 11 triệu đồng mà thôi. Còn với chiếc iPhone 11 thì nó cũng chỉ loanh quanh ở cái mức giá khoảng tầm là 12 triệu đồng này. Và mình thấy rằng là hiện tại thì chiếc iPhone 11 mà hàng mới 100% VNA á thì mức giá của nó bây giờ nó cũng chỉ loanh quanh khoảng tầm là 13 triệu đồng các bạn ạ. Nó sẽ trên trên 13 triệu đồng một tí xíu. Thì mình thấy rằng là chiếc iPhone 11 á bây giờ nếu mà chúng ta tính sơ qua hàng mới nha thì nó cũng đã rất là ngon rồi nhưng mà thôi rất là nhiều anh em quan tâm đến hàng Line New cho nên là trong clip này mình sẽ tập trung nói về hàng Line New thì mức giá của nó chỉ chênh nhau khoảng tầm lá 1 triệu đồng. Nếu mà để nói về mặt thiết kế á thì có lẽ cái điểm này mình đã nói rất nhiều cho anh em luôn rồi Thì các bạn thấy rằng là thiết kế của chiếc iPhone XS Max khi mà chúng ta nhìn vào Mình vẫn cảm giác có một cái chút gì đó nó trưởng thành hơn, nó sang trọng hơn, nó đẳng cấp hơn Đặc biệt là cái phiên bản màu vàng đồng á Trời ơi nhìn vào nó quá phê và Quá là đẹp mặt luôn các bạn ạ. Trong khi đó thì với chiếc iPhone 11 thì nó đúng theo cái kiểu như kiểu là dòng iPhone XR và iPhone 11 hay là iPhone 12 á, nó sẽ theo cái xu hướng là trẻ trung với những cái màu sắc cực kỳ là thời thượng. Thì với những bạn nào mà yêu thích sự trẻ trung thì có thể là lựa chọn cái thiết kế của chiếc iPhone 11. Còn với những bạn nào mà yêu thích một cái máy nó nhìn vào trưởng thành, chững chạc hơn thì mình nghĩ rằng là ngoại hình của chiếc XS Max nó sẽ phù hợp với các bạn nhiều hơn Còn về chất lượng màn hình ừ, Điểm này thì có lẽ mình cũng không cần nói quá nhiều Chắc chắn mình sẽ khuyên các bạn là nên lựa chọn chiếc iPhone X Max luôn rồi X Max cái màn hình của nó quá đẹp luôn Cái màn hình OLED của nó không có điểm gì có thể là chê được Trong khi từ đó với chiếc iPhone 11 thì nó sẽ sử dụng tấm nền LCD Và độ phân giải màn hình cũng chỉ dừng lại ở mức là HD cộng thôi Cho nên là nếu những bạn nào mà đã quen sử dụng những cái chiếc điện thoại á mà chúng ta có độ phân giải màn hình cao thì chắc chắn nhìn vào iPhone 11 các bạn sẽ cảm thấy rằng là nó hơi rỗ còn nếu các bạn mà không quen sử dụng những cái máy mà có độ phân giải màn hình cao thì cũng rất là khó để có thể là phân biệt được cái điểm ảnh ở trên cái màn hình của chiếc iPhone 11 nha nhưng mà cái việc mà có độ phân giải màn hình chỉ dừng lại mức là HD cộng thì cũng mang đến một cái lợi thế dành cho chiếc iPhone 11 đó chính là về thời lượng pin công nhận mà nói luôn thời lượng pin của iPhone 11 á mặc dù hàng line new khi mà mình trải nghiệm qua hiện tại thì vợ mình cũng đang sử dụng chiếc iPhone 11 á cũng được khoảng tầm là 2 năm rồi đấy hai năm rồi thì mình thấy rằng là vẫn hoàn toàn có thể là sử dụng thoải mái trong vòng một ngày với những tác vụ cơ bản con gái mà không hề chơi game một chút nào luôn thoải mái trong vòng một ngày thậm chí là sang đến ngày thứ hai còn với chiếc XS Max ngay cái thời điểm mà nó ra mắt thôi mình xài là nó không được một ngày rồi các bạn ạ mình xài rất là nhiều thì mình thấy không được ngày đâu và đến bây giờ hàng đi thì mình thấy rằng là cái việc mà xuống pin của nó thì cũng tương đối là nhanh nhá cho nên là nếu để gọi là về thời lượng pin tốt hơn á thì iPhone 11 ha tuy nhiên các bạn cũng cần lưu ý một tí xíu như thế này đó chính là về cái vấn đề là hiệu suất pin, ấy. hiệu suất pin khi các bạn đi mua ví dụ như các bạn mua ở hệ thống di động Việt hôm trước mình có mua một chiếc điện thoại iphone cho bạn mình nhé thì mình có nói thẳng với mấy anh em bạn bè của mình làm ở bên di động Việt á thì mình nói rằng là anh cứ chọn em con nào mà phải hiệu suất pin tốt cái đã thì bên đó hoàn toàn thoải mái cho mình lựa thôi cứ chọn con nào hiệu suất pin tốt thì mình thấy rằng là nó sẽ mang đến một cái thời gian sử dụng pin của bạn sẽ tốt hơn về mặt hiệu năng chắc chắn điểm này iPhone 11 nó cũng sẽ nhỉnh hơn so với là iPhone XS Max nha các bạn bởi vì sao bởi vì nó ra mắt sau mà cho nên là nó sẽ sử dụng cái vi xử lý mới hơn cho nên với những bạn nào mà đang cần một chiếc máy kiểu như là hiệu suất pin cực kỳ là tốt này có thể là sử dụng được dài hơi hơn nữa và đặc biệt là sẽ được cập nhật phần mềm ít nhất là sẽ hơn một phiên bản so với lại chân mắt thì chắc chắn mình khuyên các bạn là nên lựa chọn chiếc iPhone 11 ha iPhone 11 ra mắt sau một năm mà cho nên là nó chắc chắn sẽ được cập nhật ít nhất là thêm một phiên bản so với là ở trên chiếc iPhone XS Max các bạn ạ. Còn về phần camera, à phần camera nó cũng rất là hay đây này. Nếu mà các bạn nhìn vào cái phần camera của chiếc iPhone XS Max thì chúng ta sẽ có camera tele. Trong khi đó thì với ở trên chiếc iPhone 11 thì chúng ta sẽ có camera góc rộng. Ở góc độ cá nhân của mình thì mình sẽ yêu thích cái camera góc rộng hơn. Còn với các bạn À, các bạn thích chụp tele thì chắc chắn là nên lựa chọn chiếc iPhone 8 Max còn với những bạn nào mà thích kiểu như là chúng ta đi du lịch và chúng ta chụp phong cảnh nhá thì hãy nên lựa chọn chiếc iPhone 11 các bạn ạ còn về cái chất lượng ảnh thì mình đã từng có những cái video so sánh với các bạn rồi nó không quá là khác biệt lắm đâu nói chung là nó cứ xem xem nhau cái camera chính nó cũng xem xem nhau à, tất nhiên là cái giải nhạy sáng của chiếc iPhone 11 thì mình cũng đánh giá là nó sẽ nhìn hơn cái thuật toán phần mềm thì nó cũng sẽ ok hơn so với là ở trên chiếc iPhone XS Max ha đó là những điểm mà mình muốn chia sẻ muốn phân tích cho anh em là những cái điểm mạnh ở trên chiếc iPhone 11 và những điểm mạnh ở trên chiếc iPhone XS Max với góc độ cá nhân của mình iPhone XS Max nó sẽ ghi điểm ở điểm gì? Thứ nhất là khi mà chúng ta nhìn vào thiết kế nó thì nó sẽ sang trọng, nhìn nó sẽ trứng chặt hơn với phiên bản màu vàng đồng thứ hai là kích thước màn hình của nó sẽ lớn hơn, chất lượng màn hình của nó cũng sẽ ok hơn nó sẽ có thêm một cái camera tele để giúp cho những bạn nào mà thích kiểu như là chụp chân dung này hoặc là các bạn kiểu như là các bạn chụp uh, À, chụp xa một tí xíu á, đó, zoom quang á thì nó cũng sẽ là một cái lựa chọn tốt. Còn với chiếc iPhone 11 thì nó sẽ phù hợp dành cho những bạn nào mà thích một cái thiết kế trẻ trung này, cầm một cái thời lượng pin cực kỳ tốt, hiệu năng ok hơn rồi là chúng ta có camera chụp góc rộng này và chưa kể là sẽ được update phần mềm lâu hơn một phiên bản so với là ở trên chiếc iPhone XS Max và nếu mà các bạn mà đã nghiêng về chiếc iPhone 11 rồi á thì mình nghĩ rằng các bạn vẫn hoàn toàn có thể là nhỉnh thêm một triệu đồng nữa loanh quanh mức khoảng tầm là một triệu nhá để lấy cái phiên bản hàng mới 100% thì nó sẽ sử dụng đã nư hơn so với là hàng Line New và hiện tại thì Dương Việt cũng đang bán cái phiên bản với mức giá loanh quanh mức khoảng là trên dưới 13 triệu đồng hàng mới như thế này. Còn các bạn Hiện tại thì các bạn sẽ lựa chọn sản phẩm nào, iPhone 11 hay iPhone XS Max. Đừng quên để lại ý kiến ở phần bình luận của video ngày hôm nay. Còn nếu cảm thấy video này hữu ích, các bạn có thể để lại một like, share cũng như là subscribe và nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất từ channel của mình. Còn bây giờ thì bye.